một set nữa nha cả nhà nhá. Còn một set nữa Sugar Show nữa nha cả nhà nhá. Đó. Còn một set nữa luôn. Đó. Cái set này nha cả nhà nhá. Cái set này á thì nó lại là cái set mà nó không có serum và nó cũng không có nó không có kem, nó không có kem mắt, nhưng cái set này á thì nó là cái dòng mà nó là chỉ có là nước hoa hồng nha cả nhà nha, và sữa dưỡng và đây là dầu tẩy trang nha cả nhà nhá. Thì mọi người biết cái chai dầu tẩy trang này á, thường là Hà hay bán cái dầu tẩy trang này là cái combo đó, mọi người có nhớ không? Cái chai này là cái dầu tẩy trang của nó này, là cái trong cái set, trong cái mini nhá. Có chống nắng, có nhiều chú, trời ơi, chống nắng chị nhiều lắm. Chống nắng chị nhiều lắm. Cushion chị cũng về coi như là các kiểu luôn á. Cái này để Hà coi để Hà báo giá với mọi người nha. À, cái này này, cái set này là cái ủa nó đâu ta? Cái này Hà bán là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này cái này Hà tính cho mọi người 12 đồng thôi á. Phải không trời? Cái này á thì đúng ra cái giá nó ở đây thì là theo như báo giá thì cái giá nó cũng là 15 đồng. Nhưng mà Hà sẽ sell cái set này cho mọi người. Nếu mà mọi người lấy hai set này thì nó chỉ có là 25 đồng thôi nhé cả nhà nhá. 25 đồng với có son dưỡng, có son dưỡng luôn nhá. Có son dưỡng cái bóp luôn. Cái son dưỡng nó cũng màu. Nếu mà mọi người lấy hai set này á nha cả nhà, nó có đi là nước hoa hồng nhá cả nhà nha. Và cái này là cái sum vàng cả nhà nha. Còn cái này là sữa dưỡng nha cả nhà nha. Đây và là dầu tẩy trang. Nếu mọi người lấy hai set thì Hà tính vào mọi người là chỉ có 25 đồng thôi nhá cả nhà nha. Xuống tới cái này thì bắt đầu Hà lại xem tiếp với mọi người nha. Cái set này nó cũng là cái set của Sugar Show luôn nhé cả nhà nha, dầu tẩy trang. Mọi người yên tâm đi, mọi người cứ nghe Hà nói thì nếu mà ban ngày mình xài chống nắng, buổi tối đến đó mình nhớ xài tẩy trang nha cả nhà nha. Tẩy trang, dầu tẩy trang cũng được, kem tẩy trang cũng được, cái gì cũng được hết mọi người, hoặc là nước tẩy trang cũng được nha cả nhà nha. Mình tẩy trang xong mình sử dụng sữa rửa mặt, cái da của mình nó sạch sâu và nó thật sự mà nói á nha, nó sẽ khác biệt hẳn với cái mà mình không tẩy trang nha cả nhà. Cái da của mình thật sự nha, khi mà mình làm sạch cái da của mình vì cái chống nắng nó bám chặt rất trên da, rất là chặt. Cho nên là em đã có lục nhung hưu chưa? Chị ơi, cái lục nhung hưu đấy thì là em, cái lục nhung đen đó đấy của bên kia thì em không có về được nữa. Em chỉ có cái lục nhung hưu kia là cái sâm đấy thôi. Còn cái để cho chị một xét dạ, cái lục nhung hưu đấy là em chưa có lấy được cái hàng đấy nữa rồi chị ơi. Một set tẩy trang Mai Nguyên em lấy 2 set. Nếu mà một set thì thôi chị cứ tính em 13 đồng thôi, không có tính hơn nữa. Còn nếu mà mình lấy 2 set thì 25 đồng. Bán dễ thương không? Cái này là set tẩy trang nha cả nhà nha, mà vừa lại có nước hoa hồng và lại là cười. Nhưng mà cái chai này dung tích của nó to hơn cái chai kia nha cả nhà nha. Dung tích cái chai này là đặc biệt, nó to lắm nha cả nhà, nó tới 20ml lận nhé cả nhà nha, nó to hơn cái chai kia luôn đó cả nhà, nó to hơn cái kia đó. Xài cái này thì thật cực kỳ là nó thông thoáng luôn nhé cả nhà nha. Nếu mà ai da dầu da mụn thì mình xài cái dòng Sugar Show, tại vì Hà thấy cái dòng Sugar Show này nó thông thoáng da hơn nhé cả nhà nha. Nói nhiều quá mà không thấy chị uống nước nào. Trời ơi, thấy không, thấy không, thấy không, khách xem mà còn lo lắng cho mình đấy, dậy luôn nó thấy không, khổ ghê. Cảm ơn Huân nha, cảm ơn Huân. Đấy, Linh em hai set nè, em hai set mini tẩy trang nhá, tẩy trang của Sugar Show nhá, hai set thì chỉ có 25 đồng thôi đấy. À, cái gì em cầm ở tay đó. Dạ chị ơi, cái này nó là cái dầu tẩy trang nha chị nha, và là cái nước hoa hồng và cái sữa dưỡng nha chị nha. À, Vân ơi, chị sell hai set này là 25 đồng em nhá, dầu tẩy trang, nước hoa hồng và sữa dưỡng của Sugar Show nhá. Trên mai em lấy một set tẩy trang, xài thích lắm. Cái tẩy trang, cái dầu tẩy trang này nói chung lại xài rất là thích luôn. Ừ. À, để chị ghi cho Trinh Mai nha.
Đó. Rồi. Ok, thôi, hai qua cái khác nha cả nhà. Còn ai muốn, ai mà xem nếu mà mình chưa có cầm ơi. Set tẩy trang, xài cái này mọi người sẽ thích. Mọi người xài tẩy trang, nếu mà mọi người có dùng tẩy trang và không dùng tẩy trang sau một tuần đấy, mọi người sẽ thấy cái da của mình thật sự nó khác. Bởi vì sao? Nó sạch sâu và nó cung cấp, nó đi sâu cái bước dưỡng của mình, nó đi sâu dưới da của mình. Da của mình nó sẽ khác hẳn luôn nha cả nhà nha. Vâng Trường, em lấy xét thì cảm ơn em nha. Vân Trường ấy chứ đúng không? Một xét đấy, rồi cảm ơn cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà mình, không sẽ không có nhiều. Hà còn nữa nha cả nhà nhé. Hà còn những set mini rất là còn 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 luôn nhé cả nhà.